Hey show anh em. Hey show anh em, chào anh em đã trở lại với show của mình, show của Kimmy. Rất vui vì đã được gặp nhau với dàn clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cái tựa game Vũ Hệ Tặc tất nhiên rồi. Và cái web game đó chính là Vũ Hệ Tặc.online nha anh em. Thì như tiêu đề và cũng như hình ảnh đã thấy rồi, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một cái series test skill của những cái con tướng mà cái đợt update gần đây nhất nha anh em. Thì chúng ta có bao gồm là Sen Tóc Đỏ, Mắt Diều Hâu, Killer, Bashi Hakin, Marco Chim Xanh và Lucy Hổ Báo. Thì nói chung là đa số đều là trong siêu tân tinh, 11 siêu tân tinh nha anh em. Và ngoài ra thì chúng ta có thêm một thất vũ hải, đó là Mihat thì và anh Tứ Hoàng Sen Tóc Đỏ, và một thành viên của CB9 đó là Lucy Hổ Báo Cáo Trồn. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với clip test Mihat nha. Rồi, Mihat đây, đã lên sẵn rồi nè anh em. Đấy, thì nói chung là Mihat là một trong thất vũ hải và được mệnh danh là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Thì tất nhiên tên Hán Việt, chúng ta là người Việt mà anh em, chúng ta không cần phải đọc tên tiếng Nhật Mihat, Mihit làm gì cho mệt. Chúng ta hãy đọc những cái tên phiên âm tiếng Việt, đó là Mỹ Hảo nha anh em. Đọc là Mỹ Hảo cho nó quen thuộc. Rồi, ok. Thì nói chung là mình đã có một cái clip test Bashi Hakin. Rồi, anh em nào chưa xem thì có thể quay trở lại xem để ủng hộ mình clip đó nha. Đó là cũng là một cái con tướng trong cái mới, trong cái đợt update gần đây. Và con tướng tiếp theo đó chính là hôm nay mình sẽ test con Mắt Diều Hâu Mỹ Hảo. Còn những con còn lại thì khi nào có thì mình sẽ mượn được nick thì mình sẽ test tiếp nha. Chúc anh em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like video, subscribe, đăng ký kênh đầy đủ để ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì nói chung thì mình đang có mặt tại web Vui Tặc Online server 5, hình như là Nami thì phải. Bạn nào chơi cùng server này thì có thể comment để nhận họ hàng bà con các kiểu nha. Con hạt này thì mình mượn được con hạt của một bạn trên Facebook. Tên nhân vật là Tân Siêu VIP anh em. Tân Siêu VIP nha anh em. Tự nhận mình là siêu VIP luôn anh em, láo thiệt chứ. Không biết có dòng họ gì với bà Tân Vlog không đây, mà có chữ Tân nè. Bà Tân Siêu VIP, bà Tân Vlog nghe cũng hơi hợp hợp đó anh em. VIP là VIP 10 nha anh em, cấp lại cấp 193. Thì mình sẽ cho anh em xem về xếp hạng luôn nha. Nói chung mình cũng sâu sơ sơ qua ngạc này một xíu, lướt lướt qua nha anh em, không phải là sâu chính thức. Nhưng mà chỉ lướt qua thôi, tại vì nội dung chính của clip này là mình test Mihat. Mỹ Hảo, sorry anh em. Mình nói là đọc tên Hán Việt, nhưng mà mình nói là đọc tên tên phiên âm tiếng Việt, mà mình cứ đọc là Mihat miết. Thì về xếp hạng đẳng cấp thì top 3, đấu trường là top 4, danh vọng 16, treo thưởng là 28 và phó bảng là 18. Khá là cao, nói chung là ba cái sau cao quá. Nói chung là cái ấn tượng nhất là top 3, top 4 là đấu trường và đẳng cấp thôi. Rồi ok nha. Vậy thôi, cái này không tắt được. Chỉ cho anh em luôn, những anh em nào mà kiểu nó hiện lên những cái bảng thế này mà chúng ta nhấn vô ít mà nó không tắt được ấy, thì nói chung là rất là khó anh em có thể mà tính ra cũng dễ, mà chúng ta không tắt được, chúng ta có thể vào chỗ khác cũng được rồi. Ví dụ vào bảo thạch thì nó sẽ tự nhăn ra thôi. Cũng đơn giản thôi, nhưng mà mình thì thường thường mình hay dùng cách đó là mình nhấn cái nút ESC ở trên bàn phím máy tính, cái nút ở trên cùng ở bên góc trái đó, thì nói chung là nó sẽ mất thôi. Đây, ví dụ như thế này thì chúng ta nhấn cái là nó mất thôi. Tương tự với những cái bảng khác mà chúng ta không tắt được thì cũng là tương tự nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem về đồng đội. Nói chung thì đây cũng không phải là clip sau, cho nên mình không có sau tinh bàn, sau bét, sau tinh linh rồi làm gì. Ui, ui, cái gì đây? Tế lẻ gì đây anh em à? Cái này hình như là đồ phổ đúng không? Ghê quá nha. Có bàn tay đang kiểu dùng tuyệt chiêu cào cấu hay sao á. Rồi ok, thiên phú thì như em thấy thì cũng rất là ấn tượng, SR trừ các thứ, khá là ngon. Đồng đội tiếp theo bạn chơi, ui có cả Luffy Gen 4 này. Luffy Resora, Lord Revenger không chơi luôn. Ui đây là Marco, có vẻ tương lai cũng chuẩn bị là sẽ lên Marco luôn anh em. Còn đây là con Mihat mà hôm nay mình sẽ test cho anh em xem nha. Mang vest quý tộc, rồi đồ đạc các thứ cũng rất là ok luôn. Thiên phú thì tuyệt chiêu là SR cộng, chuẩn bị lên SSR trừ, không phải, hình như là chuẩn bị lên, phải không ta, SSR hay là SRR ta, hình như là SSR đúng không? Sau SR là SSR đúng không anh em? Rồi, mình cũng khá là lâu rồi, mình cũng không có ấn tượng với cái thiên phú này, cho nên là mình cũng không có nhớ. Rồi, hình như theo mình nhớ là SSR á. Rồi, có chúng ta có trái Long Hồn ghép với Ngũ Lôi nha. Rồi, biểu tượng Sura, ẩn mật Sura thì tên là Yoru ẩn khí hay là ấn khí gì đó. Thì nói chung là về cái mặt skill này chi tiết thế nào, sát thương như thế nào, nội tại đó thì mình cũng không đọc lên làm gì cho nó mất thời gian của anh em. Chúng thì mình có thể đưa chuột vào, thì mấy cái này mình đã nói ở clip trước rồi, và những em nào mà muốn biết rõ hơn thì chúng ta có thể vào xem giúp mình, chứ mình cũng không có thời gian để đọc cái này nha, tại vì mình test tướng thì mình cũng không quan tâm lắm cái này. Rồi ok,
Rồi, ấn tượng SR cộng nha anh em, thiên phú cao nhất. Rồi, về skill thì chúng ta có skill thường là Kokuto Arahoshi, còn chiêu nổ là Hắc Kiếm Khí. Đang chiêu thường tên tiếng Nhật, bay sang chiêu nổ tiếng Việt luôn, ngầu thiệt. Đúng là BH và Mỹ Hảo. Còn đây là Usopp S2, Yoro S2. Ok. Sabo, chúng ta có Sabo, chúng ta có Mingau, có Iso, có Rayleigh S2. Ui, Rayleigh S2 là SSR nè anh em, giờ đã đúng như mình đoán là SSR nè. Còn đây là râu đen, ui râu đen này thì chỉnh ghê vậy anh em. Lưỡng cực tề thiên, căng thiệt, tuy nhiên thì thiên phú khá là cùi. Không có SR gì cả nè anh em, cho nên thôi chúng ta cho ra rìa đi. Đấy, ok, nói chung thì nói tới nói lui thì bây giờ chúng ta sẽ vào test nha. Bây giờ nói liên thiên cũng mất cả 5 phút rồi. Giờ mình sẽ chọn cái trận hình để mà test riêng riêng một mình nhân vật chính của mình và anh Mi hát thôi nha. Rồi mình sẽ tháo những cái người này ra. Có gì thì em có thể bạn chịu ặc có thể lắp lại giúp mình nha, chứ mình không nhớ trận hình này cho lắm, mình chỉ nhớ trận hình cũ là trận hình này để lát mình đổi lại thôi. Như vậy thì mình sẽ hiện tại mình sẽ mang về trước thử xem sao. Nói về lực chiến thì hiện tại ủa sao lực chiến này mình thấy bị che mà sao giờ nó không che nữa ta. Oh my god. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ui sao mới mang 2 người thôi mà lực chiến 21 triệu hả? Căng vậy. Thử sử dụng trận hình này coi. Trận hình chính này 5 người chúng ta có lực chiến là 58 triệu, gần 60 triệu nè anh em. Ghê không? Quá dữ luôn. Rồi bây giờ chúng ta vào test nha. Thì mình sẽ thử vào phó bản vực sau xem đi có test được không nha anh em. Ui phó bản vực sau thì đến phó bản này là hết rồi. Thì chúng ta sẽ test skill thường và skill nọ của BH, của Mỹ Hảo. Xem thử coi anh ấy bây giờ lên Sura S2 thì cái hình dạng những cái nhát chém như thế nào nha anh em. Rồi mình sẽ vào luôn. Chắc là mới vô sử dụng kỹ năng thường. Ok. Ui. Như vậy là chúng ta chỉ có một cái hiệu ứng mới, đó là hiệu ứng cái vòng xoay màu nâu nâu. Ui tính thua à. Như vậy là thua nha anh em. Chỗ này thực sự là quá châu bò anh em à. Ok, nhưng mà mình cũng không quan trọng lắm. Bây giờ replay lại nha anh em. Đầu tiên là chúng ta chắc chắn là sẽ sát thương toàn tem nè. Xoáy lần 1, xoáy lần 2, xoáy lần 3, xoáy lần 4. Tổng cộng có 4 lần xoáy. Trong đó 3 lần xoáy là tạo ra những cái tia xoáy khá là bình thường, khá là tầm thường thôi. Đây, những cái tia xoáy màu xanh xanh. Tuy nhiên ở lần thứ 2 thì như anh em thấy thì đó là những cái một cái hiệu ứng xoáy như kiểu là những cái vòng xoay màu nâu đúng không? Mình sẽ chú ý lại kỹ. Nói chung là mình test tướng thì mình rất là chi tiết và phân tích về hình ảnh. Ok, cho nên anh em cũng thông cảm gì những lúc mà mình replay lại nha. Mình khá là thích những cái hình ảnh kiểu là cho nên mình phải chú ý. Nó như kiểu những cái vòng xoay, nhưng mà vòng xoay đó thì nó như kiểu lốc xoáy anh em. Nó xoáy vô trong nha anh em, xoáy vô trọng tâm. Anh em có thể nhìn chú ý những cái vòng tròn màu nâu đó, nó xoáy vô trọng tâm nè. Đây, đó. Nói chung là kiểu như vậy, nó có thêm một hiệu ứng mới. Và đặc biệt hơn nữa là sát thương được toàn tem và xoáy được tới 4 lần. 3 lần thì bình thường thôi. Và lần thứ 2, thứ 3 gì đó thì xoáy ra cái vòng xoay đó và tạo ra một cái nội tại hiệu ứng gì đó. Rồi chúng ta sẽ xem, bây giờ chúng ta mới xem cái hiệu ứng mà khống chế vô người nè. Đây. Lôi thuẫn nha anh em. À cái lôi thuẫn này hình như là do trác quỷ. Do trác quỷ nha anh em chứ không phải do skill rồi. Cái này là do trác quỷ rồi. Ok, chúng ta sẽ xem tiếp nha. Hình như nhân vật chính xoáy cũng khá là ghê và cái bọn boss này thì khá là mạnh. Ok, tiếp tục là skill thường. Ok, vẫn là xoáy như vậy nha anh em. Và có hiệu ứng lôi thuẫn, tuy nhiên thì mặc dù là mình đã giết được khá là nhiều, nhưng chỉ còn một đứa thôi, nhưng mà có vẻ thằng này khá là trâu cho nên là mình không giết được. Oh my god, nó miễn dịch được tất cả luôn à. Đây là skill nọ. Ui. Skill nọ thì nhát chém vẫn như cũ nha anh em. Tuy nhiên thì cái này thì chỉ có một đứa thôi cho nên mình nghĩ là cái về mặt hình ảnh. Ui, có hiệu ứng gì nè anh em. Đây anh em thấy là mình có cái một cái khiên gì đó, đó là khiên giảm lượng lớn sát thương. Ok, các bạn này nó hơi mạnh anh em, nó hơi mạnh. Ok, thì mình có một cái cách khác, đó là mình sẽ mang búp nọ vào để mình búp nọ nha. Hy vọng là sẽ đủ 100 nọ. Ok, chúng ta tích lại nha anh em. Cái này thì vô là chỉ còn một đứa thôi cho nên nó sẽ không hấp dẫn nữa, mình sẽ vào lại. Và bây giờ thì cái đòn đánh đầu tiên của mình thì chắc chắn là sẽ không giết được người nào. Và sau khi tụi này búp nọ thì mình sẽ có nọ và cái đường chém nọ của mình đã sát thương toàn tem thì nó sẽ nhìn khác hơn hồi nãy rất là nhiều. Ủa, hồi nãy thằng này nó đứng trên đây mà sao giờ lại đứng ở giữa. À đù, thằng này biết chọn vị trí quá ha. Như vậy là nó khen cái con Shirashi mình chết queo rồi. Không sao, cái da búp nữa là đủ 100 nọ. Đây,
cho anh em xem khi mà nhát chém của mình mà nó chém được toàn tem thì cái hình ảnh nó rất là đẹp hơn so với một đứa nha anh em. Đây, chúng ta cùng xem nha. Không sao, đã đủ trăm nọ rồi. Đó, trời ơi, nó tạo ra những cái gọi là những cái gì sao, những cái tia gì đó đỏ nữa anh em, có những cái tia gì đó đỏ nữa anh em. Bây giờ anh em rất là khác biệt luôn đúng không? Hồi nãy chém một mình thằng Quinton này thôi thì nó rất là quyền bắp, nhưng mà khi mà chém được toàn tem và đặc biệt là số lượng người mà càng nhiều nữa thì nó càng phê. Bây giờ ví dụ chém một đứa này anh em, khi mà chém một đứa thì nó rất là chán luôn. Ui, có thêm sát thương kiểu xoáy xoáy đen đen được kìa, xoáy xoáy nâu nâu đó được kìa. Ok, mình đang chờ cái khiên đây anh em, mình đang chờ cái khiên đây. Có vẻ cái khiên đó. À đây ra rồi, ra giảm lượng lớn sát thương nhận nè anh em. Hình dạng của nó là một cái khiên và hình con nhện nhện hả ta? Không phải, hình cái đao. Hình cái kiếm anh em à. Hình cái kiếm và hai bên có hai cái tia sét. Ok, nice. Khá là tuyệt vời. Và khi Mi Hát mà bao được rồi nọ rồi thì nó sẽ hồi trăm nọ, thì đó là thương hiệu của Mi Hát là anh em biết rồi đúng không? Thương hiệu Mi Hát thời xa xưa, từ cái thời cha sinh mẹ đẻ, từ cái thời khai sinh ra Vua Hải Tặc thì chúng ta đã biết được là Mi Hát là sau khi chém xong thì hồi trăm nọ rồi. Nhưng mà hình như Mi Hát lên Sura này thì nó đặc biệt cái là hình như nó hồi hơn trăm nọ luôn ấy. Thế mình nhớ không nhầm, mình bơm đọc skill là như vậy. Thì nói chung là đánh thì vẫn thua thôi. Bây giờ mình sẽ cố gắng chụp lại tấm hình thôi. Tại vì tấm hình lúc mà bao nọ tụi này khá là đẹp. Mình sẽ tăng tốc nha. Mình sẽ tăng tốc tới lúc mà nó có nọ. Con Shirazui chưa kịp búp nọ thì đã chết rồi nè anh em. Nói chung là con Shira là chết rồi đó. Nó không hề búp được cái gì luôn. Tuy nhiên thì vẫn đủ nọ nha. Khá là may mắn ở chỗ là đủ nọ. Ok, chỗ này thì mình sẽ ráng chụp một tấm hình. Ok, không biết nó có được hay không. Rồi tạm thời là vậy đi. Bây giờ mình sẽ stop clip một xíu nha. Còn mình sẽ quay trở lại ngay và luôn. Ok, mình đã trở lại đây. Thì nói chung là nhiệm vụ mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ thì nói chung mình không quan tâm nữa. Thì như anh em thấy hình ảnh skill là như vậy. Sau khi lên Sura thì theo mình cảm nhận thì về hình ảnh của cái đường chém skill anh em nó cũng không thay đổi nhiều cho lắm. Chỉ thêm một ít hiệu ứng do là có sát thương toàn tem thôi. Ngoài ra thì ở chiêu thường, mình khá là ấn tượng ở chiêu thường thôi, nó có thêm cái đòn rồi là tạo ra cái vòng xoay lốc xoáy màu nâu nâu như mình nói đó. Và sát thương toàn bộ thì chắc chắn là sẽ thêm rất là nhiều xoáy. Mình thấy đa số bây giờ các tướng thì nó đều ăn nhau ở cái chỗ là xoáy thôi, xoáy sát thương anh em. Cho nên là xoáy nhiều thì cũng là chuyện bình thường thôi. Bây giờ thì mình sẽ đưa vào kỹ năng, mình đọc một chút cho anh em xem. Tại vì thương hiệu của Mỹ Hảo thì trước giờ là bao xong là hồi trăm nọ nha anh em. Thì chúng ta coi sau khi lên Sura coi hồi nhiêu. Đây là chiêu thường nè. Bản thân Thanh Yoru đã ẩn chứa trong nó một sức mạnh kinh hoàng, tấn công toàn bộ mục tiêu với sát thương lớn. Thêm một lần cực quang kiếm gây sát thương bỏ qua Haki phòng đối phương. Và thêm một lần sát thương bằng 22% tuyệt chiêu bỏ qua tuyệt chiêu phòng. Kẻ địch chịu sát thương sẽ có 25 xác suất bị hiệu ứng hỗn loạn. Tức là nó có một cái CC đó là hỗn loạn thôi nha anh em. Và tỷ lệ là 25%. Tiếp theo là kỹ năng nọ thì khá là dài. Vung kiếm phát ra hắc khí thì chúng ta có thể bỏ qua đoạn này luôn cũng được. Nói chung thì mình sẽ đọc trọng tâm về cái vấn đề nọ thôi, thì mình đang quan tâm nọ thôi. Thì theo sau kiếm khí chính là thân pháp của Mi Hát, đi kèm hắc kiếm Yoru, vung kiếm kết liễu đối phương, gây thêm một lần sát thương cực lớn, cực mạnh bỏ qua haki phòng. Nếu máu của đối phương lúc này nhỏ hơn 20%, tổng lượng máu lập tức bị kết liễu và hồi bản thân 105 nọ, và hồi bản thân, hồi đồng đội 35 nọ. Tức là cái thương hiệu trăm nọ thì bây giờ nó thêm được 5 nọ là 105, và lại được thêm cái tác dụng là búp cho đồng đội rồi được 35 nữa nha anh em. Ok, chung thì hồi xưa thì anh chỉ chế ích kỷ, anh búp cho mình bản thân mình thôi, nhưng mà sau khi lên Sura thì đã búp được thêm cho đồng đội rồi, thì nó như kiểu vừa tấn công được mà cũng vừa hỗ trợ team được. Thì nói chung bây giờ mình thấy đa số tướng đều cũng vậy, búp nổ cho bản thân rồi búp nổ cho đồng đội các thứ, rồi sát thương xoáy thương hiệu rồi anh em. Rồi thì nói chung là vào đây thì mình đã test ok rồi đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ đánh thử vào phó bạn hiện tại để mình đánh thử nha. Đây là phó bạn Spartan, không biết là có qua nổi không đây, nhưng mà hình như là không qua được, hơi khó đó. Cho nên tạm thời thì mình sẽ đánh chú lính chì xem sao nha anh em. Ok, thì mình sẽ chơi trận hình hiện tại của mình luôn, trận hình hồi nãy của mình. Với cái trận hình này thì tổng cộng lực chiến là gần 60 triệu. Thì bây giờ mình sẽ đánh thử cho anh em xem nha. Ủa, có chơi Sabo hả ta? Mình không nhớ là có chơi Sabo hay không. Ui mẹ ơi. Ui, tiếp tục là trạng thái lôi thuẫn nha. Thì lấy thôi, lôi thuẫn này là nằm ở trác quỷ.
Tiếp theo là Rayleigh, Rayleigh X2 tung đường chém gọi là ấy thiên đồ long đao. Đấy anh em thấy không? Sát thương bao trả bao nhiêu nhưng mà sát thương xoáy kìa. Úi giời, sát thương xoáy kìa. Nó xoáy chí mạng luôn á. Mau rút kinh dị luôn anh em. Đấy, nói chung là anh em có thể thấy là những cái đường chém đầu tiên coi như bỏ đi, nó không có được sát thương và thậm chí anh em có thể nói là không thấy máu di chuyển, không nhích xe được ông máu luôn. Đấy. Bây giờ anh em cùng xem Rayleigh bao nè, thấy chưa? Nó chỉ được có mấy chục giọt thôi. Đó, nhưng mà sát thương xoáy nè. Úi giời. Úi giời. Ui. Úi giời. Ui giời ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi cứu con. Mình biết tâm trạng của tụi lính bây giờ nó đang thốt lên những câu đó đó anh em. Mẹ ơi. Ôi mẹ ơi, mẹ ơi cứu con. Trời ơi. Ông Rayleigh ông xoáy như một vị thần của anh em à. Đúng thiệt là Rayleigh bậc thầy Haki. Xem ông coi. Úi giời, SSR luôn thì nói chi nữa. Kiếm của vua bóng tối cần quá nhờ. Hôm bữa mình lướt mình thấy bên Pirate King nó mới update một số cái thời trang cũng khá là đẹp, trong đó có thời trang móng vuốt của râu đen nữa anh em à, nhìn khá là phê nha. Thì không biết khi nào ra, nếu mà có dịp mà mình sau được một cái con ạc mình đó mà được chứng kiến những cái báu vật đó thì mình sẽ sau lên cho anh em xem. Rồi. Về đấu trường thì hiện tại mình đang xếp top 4 và ạc này của mình thì cũng từng là quán quân. Cho nên bây giờ thì mình có thể đánh tới top 3 thử cho anh em xem nha. Bạn tên là Tiber, cấp 192, thu mình 1 cấp. À, về lực chiến thì mình sẽ xem thử cái lực chiến của bạn Tiber này là bao nhiêu nha. Không hiểu sao vô đấu trường xem thông tin của người ta thì nó lại bị đơ đơ nha anh em. Nó phải đợi một hồi lâu nó mới xuất hiện. Lực chiến là 100 triệu anh em à. Thôi bỏ đi mà làm người anh em. Mình chưa được 60 triệu mà người ta gần gấp đôi mình rồi thì chơi bời gì nữa. Top 2 là bạn Nhâm Ngã Tiếu. Tên giống tên hình như là Trung Quốc đúng không anh em? Nhâm Ngã Tiếu. Tên này người Việt làm gì mà có tên như vậy đúng không? Đấy, kiểm tra thông tin là nó sẽ bị đơ một xíu rồi. 164 triệu, mẹ ôi, thay em. Và bạn top 1 tên là Leverbu. Rồi, xem luôn, bạn này chắc cũng phải gần 200 củ quá. Bạn top 2 là 160 mấy củ rồi đó. Và bạn top 1 của chúng ta là 176 củ. Ok, gần 180 củ. Thế thì đánh đấm gì nữa. Ok, cho hai bạn còn lại luôn đọc tên là tên của bạn Freedom và bạn Orb nha. Đấy, đọc tên ba bạn mà còn hai bạn này không đọc thì thấy kỳ quá. Thôi đọc cho năm bạn luôn ha. Rồi. Giờ cũng không biết làm gì nữa, chắc là kết thúc clip cho rồi đi chứ đánh đấm gì nữa anh em. À, đánh đại chiến tân thế giới một trận đi ha. Giờ mình sẽ thử đánh với bạn nhóc Baby nha. À không phải, Nico Baby. Bạn này thì nói chung là trong hoạt động này thì không xem được thông tin cho nên thì mình đánh đại thôi. Chứ không có xem được thông tin nha. Không biết có win không đây. Rồi như vậy là Sabo tung những cọng lông gà, lông dịch lửa đầu tiên của mình. Rồi cái kết là không xin nhê cho lắm. Miễn dịch hết 5 đứa. Rayleigh sát thương nội tại sẽ làm gì đây? Oh my god, thôi không cần nội tại anh em à. Ui, như vậy là sát thương xoáy là bị miễn hết luôn hả ta? Hình như là vậy đó anh em. Đánh phó bản xoáy rất ghê nhưng mà vô đánh người thì không xoáy được. Hơi buồn. Tiếp theo là Mihawk, nhân vật chính của chúng ta. Úi dồi ôi, có hỗn loạn nha, có vòng xoay nha. Rồi nhưng mà không, cũng không xin nhê nha. Râu đen. Ok. Ui, như vậy là khắc tinh của cái trận hình này chính là râu đen, anh Long Đen cute rồi anh em ơi. Không ai làm gì được chứ anh Long Đen thả ve chai cái gần chết hết luôn. Kinh thiệt. Rồi ok, thế thôi nha. Ôi cái gì đấy, bên đây còn hoạt động này nữa hả? Chu choa. Chu choa ngon lành. Có hợp được không? Mở chơi. Có vẻ là thanh niên mở hết rồi chăng? Mở hết rồi. Có vẻ đèn quá giờ. Ồ đây có quá trời râu trắng luôn nè anh em. Bạn nào muốn nhận râu trắng thì cứ comment bên dưới nha. Đây có rất nhiều râu trắng. Mình sẽ tặng cho anh em mỗi bạn một râu trắng cho nó mạnh. Râu trắng này thiên phú tuyệt chiêu AE đó anh em. Ruby nha. À, chúc em ngày vui vẻ. Và đừng quên để lại một like, một subscribe để kênh để hội mình nha. Cảm ơn em đã theo dõi clip của mình. Và đừng quên để lại ý kiến của anh em cảm nhận thế nào về Mi Hot Mỹ Hảo này thì có thể lại comment bên dưới nha. Chứ mình thấy thì skill đối với mình thì mình chỉ ấn tượng skill thường thôi. Còn skill nội thì mình cũng không thích lắm. Nếu mà tạo thêm hiệu ứng thì phải nói là tuyệt cú mèo. Ok. Rồi, có thế nào thì ta test thế đó thôi. Không đòi hỏi làm gì. Bye bye anh em. Hẹn gặp anh em vào những clip sau. Thì nói chung nếu mà bạn nào mà có nick có những cái con kia thì có thể cho mình mượn cũng được thì càng tốt nha. Hiện tại mình đã test được 2 con rồi đó. Còn Sen thì chắc là hơi xa vời nhưng mà thôi cứ kệ đi. Tạm thời chúng ta còn Marco, Lucy và Killer thì bạn nào có thì nếu mà tốt bụng thì có thể lại comment hoặc là chat trực tiếp cho Facebook mình thì càng tốt nha. Link Facebook mình để phần mô tả. Anh em hãy chat cho mình giờ cho mình mượn nick để mình test cho anh em xem nha.
Thôi, mình cũng rất là thích test những con tướng mới để xem những cái skill như thế nào. Khá là phê lời. Rồi, một lần nữa cảm ơn em rất là nhiều. Bye bye. Chúc đêm ngày vui vẻ và tuyệt vời. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Rồi, cảm ơn bạn chủ quạt đã cho mình mượn nick này để sau và test mi hát nha. Bye bye.